Làm sao tôi biết người phụ tôi? Một chuyện tình buồn đã qua 10 năm. Em đi tôi vẫn đợi người 10 năm. Thời lắng bao mùa, tóc trắng pha sương. Gặp nhau anh ngỡ ngàng, tâm hồn yêu ai từ đó. Thao thức mãi vần thơ, cùng bao nhiêu nỗi nhớ, bấy lòng thương thương một người. Đêm suy tư trang thư nên viết gì? Dòng đời nhiều ngang trái trong tình yêu. Gặp nhau chi giây phút, gặp nhau chi bé bàng. Người vui duyên mới rồi có nhắc đến cũng biệt ly. Ngày vô duyên, ngày xưa qua mất rồi, ngày xưa đâu còn nữa. Ngày xưa hay dỗi hờn em tựa vai anh mà khóc. Ta đã qua 10 năm, 10 năm sau lại bỏ hết 10 năm quên một người. Ba quên bóng hình, 30 năm cây xanh thay lá vàng, giờ gặp nhau khi bóng chiều mây về núi. Dạt dào nụ cười rồi ta nhớ chuyện ngày xưa. Bà khỏe không? Tôi khỏe. Còn ông, có còn đau lưng mỗi khi trời lạnh không? Tôi vẫn vậy. Gặp nhau chi giây phút, gặp nhau chi bé bàng. Người vui duyên mới rồi có nhắc đến cũng biệt ly. Ngày hôm qua lỡ hẹn mối duyên thề, cuộc đời em thuyền lênh đênh sóng xô. Đành nhìn theo dòng đời chua xót ngày vô duyên. Ngày xưa qua mất rồi, ngày xưa đâu còn. Ngày xưa hay dỗi hờn em tựa vai anh mà khóc. Ta đã qua 10 năm, 10 năm sau lại bỏ hết 10 năm quên một người. 30 năm không sao quên bóng. Gặp nhau khi
chuyện ngày xưa. Giờ gặp nhau khi bóng chiều mây về núi, rạng rỡ nụ cười rồi ta nhớ chuyện ngày xưa. Thưa quý vị, cuối cùng thì ông bà đã gặp nhau trong một cái quang cảnh vô cùng tuyệt vời, trong một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi, ca khúc Gặp Nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe ông bà giới thiệu về mình nhé. Mời bà. Em tên là Quỳnh Vi, em đang ở Sài Gòn và quê em ở Đồng Tháp ạ. Dạ, hiện tại là em là ca sĩ tự do. Dòng nhạc này luôn em hả? Dạ, em hát dân ca nhiều hơn. Thế còn bạn? Em tên là Đăng Nguyên, em cũng đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Công việc hiện tại của em cũng đang là một ca sĩ tự do. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời nữ ca sĩ Hiền Thục. Nói về giọng hát đi ha, bạn Quỳnh Vi đó, khi mà cất giọng lên thì tự nhiên Hiền Thục lại liên tưởng đến một người là chị của chị Minh Tuyết và Cẩm Ly, đó là ca sĩ Hà Phương. Và chị Hà Phương có một cái lối hát rất là đặc trưng, đặc biệt là những cái luyến và những cái ngân của cái cuối câu. Cái xử lý đó nó làm cho Hiền Thục cảm thấy rung động nhiều hơn. Có lẽ là do gu của mình là cái gu đó, nên Thục cảm thấy là cái giọng đó là rất hay. Về bạn nam á, cất lên thì lại thấy giống anh Quốc Đại. Có vẻ là giống như là do là mình hát cái bài này, một cái mối tình sau 30 năm á, thì cái tạo hình lại cũng hơi giống giống, nên là Thục hay liên tưởng tới. Tuy nhiên đây là một cái nhạc cảnh rất là hay. Đó là lý do sao mà ngồi nghe không ghi chép gì, chỉ cảm nhận thôi. Đây là một cái tiết mục suôn sẻ và nó thành công từ đầu đến cuối. Cũng khá đặc biệt ha. Dạ. Thường Quốc Đại là sẽ hát với Cẩm Ly, mà dạ, bây giờ là Quốc Đại hát với Hà Phương. Chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của chị Cẩm Ly, mời chị. Cái này là khá khen cho hai em là có sự đầu tư. Ở đây thì chị khen Quỳnh Vi, em vào vai rất ngọt. Ngay cả cái thoại, cái nói của em cũng rất là tự nhiên. Cái hát của em nó cũng rất là nhẹ nhàng. Cái vai của em á là chị thấy nó ok hết. Nguyên em hát á, không biết là bà cái bài này hay là em hát bình thường là như vậy. Có vẻ như em không có mở khẩu hình. Em rất là nghiền cái chữ lại, cho nên cái làn hơi em nó thoát ra, nó không có được ngọt ngào như là Vi. Chị cảm thấy em hát á, khi nó ra cái hàm nó cứng lại, cho nên khi mà cái chữ em ra nó bị cứng luôn, nó không được mềm. Cảm ơn tiết mục của hai đứa. Xin mời anh Nam tiếp tục ạ. Mời anh Nam. Thì hôm nay mới là cái tiết mục đầu tiên nhưng mà đã gọi là cũng rất là chịu chơi. Thật ra là ban tổ chức cũng không yêu cầu các em phải hóa trang quá nhiều, chỉ cần là hát về mặt giọng hát là chính thôi. Đó, nhưng mà hai em cũng đã đầu tư để mà hóa trang lớn tuổi. Mà thì cái tiết mục này á, là mình á, là không có chịu Đăng Nguyên nha. Vì sao? Có một cái đoạn là hỏi là người có còn đau lưng không, đúng không? Rồi á, là Đăng Nguyên chọn cái gậy đó làm một cái điểm tựa để giống như mình đã tuổi già rồi đó. Nhưng sao cái mặt vẫn trẻ trung và đẹp trai đến như vậy? Cho anh hỏi là em đang bao nhiêu tuổi ở cái hóa trang này mà sao hóa trang không có đến nơi đến chốn luôn? Trong khi người tình của mình thì già quá trời nè. Em tính hóa trang trên 60 tuổi thôi. Dạ. Trên 60 luôn hả? Dữ vậy trời. Hơi quá, cái này là nét này là không tới 60 đâu. Không, nhưng mà trong tạo hình này là em trẻ hơn so với cái người bạn diễn. Đăng Nguyên thì anh sẽ trừ lại bớt ít điểm. Nhưng mà anh chúc mừng tiết mục này. Anh rất là tận hưởng tiết mục này. Cảm ơn Nam. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần chia sẻ của nhạc sĩ Minh Vi. Anh Vi vẫn giữ nét rất là căng thẳng. Cho xin chút xíu nhạc hồi hộp. Trời ơi, lại hồi hộp nữa. Về hình thức, anh ghi nhận tụi em có sự đầu tư về hát. Còn Nguyên thì có một vài cái điểm như vậy thôi. Rồi, tắt nhạc hồi hộp đi em hết rồi. Tắt nhạc hồi hộp đi em hết rồi. Cái mục đích của cái nhạc hồi hộp để làm gì ạ? À? Nhiều khi cũng hăm dọa, nhiều khi tạo kịch tính và nhiều khi cũng chả làm gì hết. Để cho mình bị sang chấn tâm lý. Em không biết thí sinh sang chấn hay không mà nãy giờ em thấy hai bạn đứng cười suốt luôn vậy đó. Các giám khảo khác mệt tim.
mình sang chơi. Xong cái show này là mẹ tin với anh Minh Vy luôn. Mẹ tin với anh Minh Vy luôn. Không phải Tài Nguyên được cái là đậu rớt gì của một nụ cười à. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần bình chọn của bốn vị giám khảo cho cặp đôi. Chúc mừng các bạn bước tiếp vào vòng tiếp theo. Nào chúc mừng nhau đi nào. Tuyệt đỉnh song ca mùa 4 đã chính thức trở lại và tuyển chọn được nhiều nhân tố sáng giá. Các giọng ca được ghép đôi với nhau để bước vào vòng lộ diện. Các giám khảo quyền lực: nhạc sĩ Minh Vy, ca sĩ Cẩm Ly, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, ca sĩ Hiền Thục. Một bệ phóng dành cho những cặp đôi ăn ý, thỏa sức đam mê ca hát với những màn trình diễn hấp dẫn. Khi em thương ai, như thương hạt mưa non xa. Cái âm thanh cũng rất là vang sáng, giống như thả những cái hòn sỏi trên một cái mặt hồ phẳng lặng vậy đó. Chọn và loại trực tiếp. Chị rất là phân vân, chị xin lỗi là chị không chọn. Anh bấm đầu tiên. Hãy cùng chào đón MC Nguyên Khang đến với đêm tiệc tối này. Xin lời chào đến toàn thể quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Tuyệt đỉnh song ca 2022. Quý vị thân mến, chương trình Tuyệt đỉnh song ca là một chương trình rất là quen thuộc đối với quý vị khán giả truyền hình Vĩnh Long. Và hôm nay, chương trình Tuyệt đỉnh song ca của chúng tôi, sau một thời gian dài chúng ta không gặp nhau, đã quay trở lại vào lúc 21 giờ mỗi thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và sẽ phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Và trước khi mà chúng ta gặp gỡ những giọng hát và những cá tính âm nhạc của các bạn, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị bốn vị giám khảo đồng hành cùng với chúng ta. Đầu tiên xin được giới thiệu đến quý vị nữ ca sĩ Cẩm Ly và nhạc sĩ giám đốc âm nhạc Minh Vy. Thưa quý vị, đây chính là cặp đôi rất là yêu thương chương trình Tuyệt đỉnh song ca của chúng tôi. Và tiếp theo đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một cặp đôi mới trong showbiz Việt. Xin được chào đón cặp đôi trẻ trung, tươi tắn và đầy sức quyến rũ. Xin giới thiệu đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ca sĩ Hiền Thục. Lớn hơn nữa được không ạ? Vâng, thưa quý vị, chúng ta có thể thấy là hai cặp đôi với hai cái nét khác nhau. Đây là cặp đôi truyền thống và đây là cặp đôi hiện đại. Trước khi mà chương trình bắt đầu thì cho phép xin gửi tặng cho chị Cẩm Ly một câu thơ. Cẩm Ly, giám khảo tuyệt vời, những lời nhận xét để đời thí sinh. Đó, tôi ở trong tôi suy nghĩ cái điều gì đó để ra để khác biệt, để giới thiệu về chị Cẩm Ly. Tự nhiên đây có bốn giám khảo. Chứ từ từ mỗi người em tặng nha. Vâng. Tưởng đâu tặng đặc biệt mình chị. Tặng chị trước tại chị truyền thống. À vậy hả? Vâng. Cảm giác của chị như thế nào khi chị quay trở lại Tuyệt đỉnh song ca? Đây là lần trở lại thứ tư của Ly. Ly cũng là huấn luyện viên của ba mùa trước, cho nên là lần này trở lại cũng rất là vui. Không gì hơn là mong là sẽ tìm ra được những cái cặp Tuyệt đỉnh song ca thật là hay trong mùa 4 này. Cảm ơn chị. Xin chào đón Hiền Thục đến với chương trình này. Thục xinh như một đóa hồng, Thục là giám khảo trong lòng thí sinh. Rồi, tại sao? Tôi biết là cái tên Hiền Thục thì cái lời nhận xét nó cũng phải nhẹ nhàng đó Hiền Thục, đúng không ạ? Dạ vâng, đây là lần đầu tiên mà Hiền Thục được đứng ở đây, cho nên là em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Thưa quý vị, hôm nay nhạc sĩ Minh Vy là một người mà tôi thấy là rất là đầu tư trong cái cách ăn mặc. Bình thường anh ấy mặc rất là dung dị, nhẹ nhàng, nhưng hôm nay sắm luôn cả một cái nón đi tông với bộ đồ. Thì lần này quay trở lại, anh cảm giác như thế nào khi quay trở lại chương trình năm đây? Rất là vui khi là thấy lại ánh đèn sân khấu. Vâng. Gặp lại khán giả và các bạn thí sinh nhân tố mới. Vâng. Rồi gặp Hiền Thục, gặp lại Nam. Còn bà xã thì ngày nào cũng gặp rồi. Hứa hẹn đây là một cái mùa Tuyệt đỉnh song ca, format mới, cách làm mới. Yeah. Và mang lại một cái mùa thật là thú vị. Cảm ơn anh. Bây giờ thì cho phép em sẽ dành cái lời cuối cùng qua cho đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Thường anh ấy thích tôi đứng bên cạnh anh ấy lắm. Khang có câu thơ này dành cho anh Nam không?
Thưa quý vị, thình lình thì tôi chưa kịp nghĩ ra, tại tôi không phải là một người xuất khẩu thành thơ. Tuy nhiên tôi xin hứa tới quý vị là cứ mỗi một chương trình phát sóng, tôi sẽ tặng cho đạo diễn Hoàng Nhật Nam một câu thơ. Wow. Vâng. Hay là Nam có câu thơ là tặng lại cho Khang đi. Tặng liền đi Nam. Khang ơi đừng quá thông minh, lựa lời mà nói, giữ mình nghe Khang. Trời ơi, thưa quý vị, rõ ràng đây là một sự răn đe. Em xin cảm ơn anh Hoàng Nhật Nam. Anh hãy nhớ nha, nhận quà của em vào mỗi tập phát sóng của chương trình. Lần nữa xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị ca sĩ Cẩm Ly, nhạc sĩ Minh Vi, ca sĩ Huyền Thục và đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Xin mời bốn chị chúng ta về ghế ngồi ạ. Vâng. Thưa quý vị, và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng bước vào vòng đầu tiên, vòng lộ diện. Lúc này đây thì trên sân khấu của chúng tôi thì các cặp thí sinh sẽ ghép đôi với nhau và thể hiện một ca khúc. Ban giám khảo sau khi nghe xong những phần trình diễn của các bạn thì sẽ đưa ra những cái lời nhận xét và đồng thời họ sẽ bấm những nút bấm quyền lực trên bàn của mình. Nếu mỗi cặp đôi của chúng ta có trên 3 sự lựa chọn của ban giám khảo thì các bạn sẽ thẳng tiến bước tiếp vào vòng tiếp theo. Còn không, ngược lại, không nhận đủ được số lượng bình chọn thì chúng ta sẽ buộc phải chia tay với chương trình. Chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi đầu tiên. Các bạn, chúng ta vừa hoàn thành phần thi của mình. Chắc là chúng ta sẽ cùng làm quen với các bạn nha. Các bạn tự giới thiệu đôi nét về mình đi. Vâng, em xin chào tất cả các vị ban giám khảo cũng như anh Nguyên Khang và tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thảo Uyên, năm nay em 24 tuổi và em đến từ Đắk Lắk ạ. Em đến từ Đắk Lắk. Vâng. Công việc chính của em chắc cũng là ca sĩ đúng không? Dạ vâng ạ, hiện tại thì em đang là ca sĩ tự do và là giáo viên thanh nhạc ạ. Thế còn bạn còn lại, bạn giới thiệu đôi nét về mình đi. Dạ, xin chào kính chào tất cả quý vị ạ. Em tên là Thành Danh, năm nay em 30 tuổi và em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại em đang là giáo viên. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta có một cặp đôi là giảng viên thanh nhạc. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo cho tiết mục này. Em xin mời chị Cẩm Ly, mời chị ạ. Khi mà hát đôi với nhau á, thì Danh biết là nương cho Uyên.
Cái điều đó là một điều quan trọng khi mà chúng ta hát song ca với nhau á, chứ không phải là ai cũng thể hiện mình hết. Khen cho Danh về cái vấn đề đó. Còn giọng của Danh thì rất là trầm và ấm. Đặc biệt Uyên hình như là Uyên có lợi thế ở những nốt cao nhiều hơn, nó thể hiện mình nhiều hơn, nó rất là mạnh và nó rất là tốt. Chúc mừng Danh cũng như Uyên đã hoàn thành tiết mục của mình khá tốt. Chị Ly nói rất là đúng. Về cái phần song ca là chúng ta dựa vào nhau, nương vào nhau để hát, làm sao để hòa quyện bài hát là quan trọng nhất. Chị chỉ cảm thấy là chị nên nói qua về cái cách biểu diễn. Chúng ta chú ý vào giọng hát quá, cho nên là khi mà xoay chuyển hay là làm động tác nó hơi xíu gượng. Cái này thực sự là binh tí xíu ha. Tại vì cái này vòng đầu tiên cho nên là các bạn có thể là không phải là quen nhau. Tôi xin đính chính chút xíu nha. Hai bạn này quen thân với nhau. Ủa vậy không, hả? Thân mà không. Vậy là nếu mà quen thân là cô Thục là đúng rồi, phê bình là đúng rồi đó. Chưa thấy cái sự gắn kết nhiều giữa hai em. Nhưng mà tiết mục đầu tiên như thế là tuyệt vời, bởi vì em gái mặc áo đầm giống màu áo đầm của chị. Tất cả chúng ta đều rất đẹp. Thảo Uyên với lại Thành Danh đợi Nam chút xíu nha. Cho Nam được chia sẻ với giám khảo Hiền Thục. Anh Nam đặc biệt rất là ấn tượng Hiền Thục. Nó có một cái gì đó lúng liếng ha, trẻ trung và luôn luôn ở một cái lứa tuổi giống như là 18 đôi mươi á. Những cái bài giống như là Nắng Xanh, rồi Yêu Dấu Theo Gió Bay đó, những cái bài đó hát với những anh đừng có nói anh là fan của em ngầm. Thật ngầm ra là đó. Cũng có nằm vùng một chút xíu. Em không tin. Em muốn thấy điều đó ngay tại sân khấu này. Muốn ca sĩ Hiền Thục thể hiện một vài cái tương tác. Tại sao em phải nghe theo lời anh? Tại vì tôi nghĩ là giám khảo phải làm mọi thứ. Tại sao em phải thị phạm với lại anh Nam mà em không thị phạm với anh? Đúng rồi. Wow. Đúng rồi. Ca sĩ Hiền Thục muốn tôi làm cỡ nào thì tôi chiều cỡ đó. Xin mời ca sĩ Hiền Thục. Anh có thể lại gần bên em không? Dễ sợ thì thưa quý vị giám khảo mà đòi hỏi quá nhiều thứ. Lại gần hôn em. Em sẽ để mặt trời lại gần hôn em. Em nói vậy thôi chứ đừng hôn thiệt. Hãy anh để em chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia là núi đây là nhà. Giờ còn đôi ta, anh có muốn đi thật xa. Đuổi luôn đó Khang ơi. Thưa quý vị, tôi thiết nghĩ trong cái chương trình này không nên mời nữ ca sĩ Hiền Thục thị phạm một lần nữa. Tại sao không nên mời em? Tại vì tôi rõ ràng tôi cảm thấy được một cái sự xa lánh của chúng ta, không bao giờ tần số của chúng ta không, gặp được nhau. Không, cái đó là giả bộ thôi. Vâng. Nha, tí nữa em nhắn tin riêng. Anh bớt cười lại giúp em cái. Tôi thiết nghĩ là tốt nhất phải nên tìm hiểu giám khảo của chúng ta từ trước. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với phần nhận xét của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh rất là thích Uyên ở cái phần mà kể chuyện đầu tiên đó. Rất là thủ thỉ, tâm tình bỏ nhỏ, nhưng mà nghe nó rất là đi vào tim á. Những cái âm thanh cũng rất là vang sáng, mặc dù là mình hát rất nhỏ, giống như thả những cái hòn sỏi trên một cái mặt hồ phẳng lặng vậy đó. Anh Nam rất là thích Uyên xử lý những cái phần đó. Hai em rất là có tố chất, ngoại hình cũng rất là xinh xắn, cũng hợp với nhau nữa. Nếu như có cơ hội bước tiếp thì mong là hai em sẽ khắc phục được những cái điểm về mặt tâm lý của mình. Mình sẽ có thời gian tập luyện với nhau nhiều hơn, không chỉ là về giọng hát đâu, mà mình sẽ tính toán từng cái chuyển động trên sân khấu cùng với nhau nữa. Thì nó sẽ dẫn lối đưa đường cho trái tim khán giả có thể là dành cho các em cái sự ủng hộ nhiều hơn. Chúc mừng hai em. Anh đánh giá cao Thảo Uyên vì cả hai bạn đều có học hành rất đàng hoàng và biết sử dụng cái cột hơi của mình. Cái bài này Danh nhường cái phần cao trào lại cho Uyên. Nếu có vào vòng sau, Danh sẽ phải cố gắng hơn. Cái nỗ lực của Uyên là trên 100% lận, nhưng của Danh anh chưa thấy hết. Thì anh ghi nè, Thảo Uyên đã thành Danh. Wow. Không đùa được đâu anh Khang ơi. Anh làm thơ là coi chừng bị thua đó. Cái người đầu tiên sẽ bấm chọn cho tụi em vào là anh. Anh cảm ơn anh Minh Vy. Cảm ơn anh ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với quyết định của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Chọn hay không chọn? Xin chúc mừng các bạn đã có một tim. Tiếp theo chúng tôi xin mời ca sĩ Hiền Thục. Vô. Thưa quý vị, hai tim.
Tuy nhiên phải 3 team trở lên thì mới có cơ hội bước tiếp vào vòng trong. Tôi đã chọn rồi. Không, mình nói với mình hành động nhiều khi nó khác nhau, em đâu có biết được. Chúc mừng các bạn. Mặc dù biết các bạn bước vào vòng trong nhưng mà chúng ta xem coi chị Ly có hoàn toàn hài lòng hay không. Nhưng mà 3 team rồi, đâu cần cái team của chị nữa. Có cần chứ trời. Chị Ly là cái team động viên lớn nhất của tụi em. Vì em rất là thành tựu chị Ly. Vậy bây giờ chị dành cho tụi em một team nè. Xin chúc mừng các bạn đã có 4 team. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục thi thứ hai, xin mời. Để lại rơm thơm
dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng, một dòng xanh trong chảy mãi tới vô Xin chúc mừng hai bạn. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Khúc Hát Sông Quê. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quê hương của hai bạn nha. Tôi thì tôi nghe thì tôi cảm nhận thôi nha. Tôi nghĩ chắc bạn này là ngoài Bắc, bạn này là ở trong Nam. Không biết đúng không? À, cũng đúng ạ. Vâng. Dạ. Em xin giới thiệu, em tên là Kiều Oanh ạ. Em đến từ Hà Tĩnh. Hiện tại em đang là sinh viên của trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thế còn bạn còn lại, bạn giới thiệu đôi nét về mình đi. À, em xin giới thiệu, em tên là Lâm Nguyệt Ánh. Em đến từ quê hương Phú Thọ. Và em hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Không, như vậy là tôi đoán lầm thưa quý vị. Bình thường thôi Khang ơi, không phải dạ. MC á, là bao giờ cũng nói đúng và cũng đoán đúng. Bởi vậy anh mới nói là lựa lời mà nói giữ mình nghe Khang. Khang ơi đừng quá thông minh, lựa lời mà nói giữ mình nghe Khang. Thưa quý vị, tôi thấy lúc này thì ôi con sông quê, con sông quê. Vâng. Bài hát này là viết để cho những người đoán sai với cô Tư. Không, nó là ôi em đang quê, em đang quê. Không, em vẫn ở bên anh đó Khang ạ. Không, sau tất cả em vẫn là một người phụ nữ bên anh. Vâng. Thế thì em xin phép mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh có vẻ lấy lại tinh thần phấn chấn à. Mời anh chia sẻ một chút cảm nhận. Trong bài này thì Kiều Anh có phần nổi bật hơn. Những cái phần tình cảm hoặc là những cái phần cao trào cho bài hát này thì anh thấy Kiều Anh đã thể hiện chất giọng của em để thể hiện những bài dạng như thế này, nó khá là phù hợp. Cái bài hát này hình như cũng là viết cho cái chất giọng này. Đối với Lâm Nguyệt Ánh thì đặt trên cái bàn cân so sánh với Kiều Anh rất là nhuần nhị và xử lý cái bài hát này đúng với vùng Bắc Trung Bộ. Lâm Nguyệt Ánh lại thể hiện không có đúng như là cái chất của bài hát này. Lúc Kiều Anh đang đưa cái nỗi nhớ nó lên cao như thế này thì đến Nguyệt Ánh thì Nguyệt Ánh lại vào cái câu đó, nó lại làm cho cái cảm giác hụt hẫng cho người nghe. Đó là anh Nam nói một cách chân thật, em cũng đừng buồn quá, cũng hơi tiếc một chút cho Lâm Nguyệt Ánh. Tuy nhiên là hai em cũng đã hoàn thành xong bài hát này, cũng rất dễ thương, vẽ lên một cái bức tranh về một cái miền quê. Cảm ơn hai em. Bởi vì là song ca nữ với nữ nên người ta dễ dàng so sánh. Nếu nữ với nam nó âm dương khác biệt, người ta sẽ chuẩn cái giọng nam theo một cái cách nào đó, chuẩn cái giọng nữ theo một cách nào đó, nó khác nhau. Cho nên khi tụi em cất giọng lên, cái cơ bản là tụi em là nữ cùng với nhau, nên mọi người sẽ có cái sự so sánh quá dễ dàng. Chị Thục thấy đây là một cái tiết mục mà nghe mình hài lòng, đặc biệt là cái phần hòa âm phối khí của cái bài nó làm nổi bật cái giọng của tụi em lên. Chúc mừng tiết mục của tụi em. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn phần chia sẻ của ca sĩ Hiền Thục. Chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ của nhạc sĩ Minh Vi. Anh sẽ thể hiện bằng cái nút của anh. Thể hiện bằng cái nút của anh. Dạ, cảm ơn anh. Tại sao mà anh Nam hoặc tất cả mọi người đều có thấy cái sự mà chênh lệch về cái giọng hát? Thì bởi vì bản chất cái giọng của anh á, nó rất là chắc, khỏe, nó bén. Thì anh là sinh viên nhạc viện cho nên là có thể là một phần trời phú cho mình cái giọng, rồi mình thêm được cái căn bản nữa, cho nên là mình sẽ chắc ở trong cái giọng hát, trong cái bài đó, cho nó bật lên, nó sáng lên. Còn đối với anh á, nhiều khi cái bản giọng của mình từ đầu trời phú, mình không có được sáng như anh. Khi mình hát một mình thì nó khác, nhưng mà khi mình hát đôi với một người như thế thì cái giọng có cái sự mà so sánh với nhau, cho nên là cái giọng của anh nó hơi bị mờ một tí xíu. Nhưng ở đây chị ghi giống như anh Minh ghi nè, tụi em có sự đồng điệu và cái đoạn hòa thanh rất tốt khi hai người hát chung với nhau. Đó là có cái sự luyện tập với nhau, là cả một cái sự cố gắng. Chúc mừng tiết mục của hai bạn. Em cảm ơn chị. Cảm ơn chia sẻ của chị Cẩm Ly. Xin mời quyết định của nhạc sĩ Minh Vi, chọn hay không chọn. Anh sẽ không chọn. Như vậy, quyết định của nhạc sĩ Minh Vi không chọn. Xin mời quyết định của ca sĩ Cẩm Ly, chọn hay không chọn. Mời chị. Chị sẽ gửi cho tụi em một tim. Chúc mừng các bạn. Em cảm ơn chị. Một chọn. Bình tĩnh em.
chưa mà, 30 chưa phải là Tết mà bé. Từ từ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca sĩ Hiền Thục. Một team nhé. Xin chúc mừng các bạn đã có thêm một team. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vị giám khảo cuối cùng. Xin mời quyết định của anh. Thiệt sự là anh Nam cũng còn rất là băn khoăn trong cái phần trình diễn này, thì cho anh Nam hỏi Lâm Nguyệt Ánh là ngoài dòng nhạc này ra, nếu như em còn cơ hội để đi tiếp thì em sẽ thể hiện mạnh ở dòng nhạc nào? Thưa anh, là em cũng hát được cả bolero và nhạc xưa. Em thử một cái bài hát nào đó mà em tâm đắc để anh sẽ suy nghĩ lại. Em sẽ hát một ca khúc được mang tên là Búc Thị Du. Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trong vắng mà thôi. Thụy ơi và tình ơi. Xin mời quyết định của anh. Xin được chúc mừng các bạn đã có thêm một team. Tôi vẫn cảm nhận được cái nội tâm sâu sắc của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Trên tất cả, anh đúng là một người luôn yêu thương tất cả mọi người. Và có thể một trong những điều đó là do anh rất thích ca khúc Khúc Thụy Du. Bởi vì tôi thi thoảng vẫn nghe anh ấy hát trong lúc ở phòng thay đồ, thưa quý vị. Ủa anh có hát? Có hả? Không hề luôn á trời. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện của cặp đôi thí sinh tiếp theo. Xin mời. Vơi vào nỗi sầu, ngày nào cứ ngỡ
luôn có nhau. Sao giờ phai nhạt màu những tiếng yêu màu. Tình yêu ta đã cùng nhau đắm say. Sao giờ đây đổi thay chợt cuồng lời cánh tay. Tình yêu tan vỡ nào ai có hay. Để giờ đây con tim quặn đau những đắng cay. Tình yêu tan vỡ chẳng ai nói ra. Để giờ đây tan theo từng con sóng trôi xa. Quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Lâu Đài Cát với phần thể hiện của Hắc Bạch Công Tử trên sân khấu này. Giới thiệu đôi nét về mình đi. Dạ, lần đầu tiên cho phép con xin được gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Cho phép con xin được kính chào ban giám khảo. Con là Nguyễn Công Quốc, năm nay con 20 tuổi. Hiện tại con đang sinh sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Wow. Bạn tiếp theo, mời bạn giới thiệu đôi nét về mình. Dạ, con xin chào ban giám khảo, chào tất cả quý vị đang có mặt tại trường quay và cũng như là trên đài truyền hình. Con tên là Đỗ Hải. Con đến từ Đà Nẵng và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Chúng tôi xin mời ca sĩ Hiền Thục. Cái đoạn đầu mà tụi em vào cả hai bạn luôn nhá, nó cần sự phóng khoáng, tự do và nó phải nhiều cảm xúc hơn. Chị đang thấy là tụi em chỉ tập trung vào phần bè bối và phần đẩy lên cao trào của phần điệp khúc mà quên đi cái phần đầu tiên của mỗi người phải thể hiện. Đừng có bao giờ quên là khi chúng ta hòa hợp nhưng mà chúng ta vẫn giữ được cái bản sắc. Em phải đặt em vào cái bài hát này thì em mới hát hay được nhá. Cảm ơn ca sĩ Hiền Thục. Đúng là Công Quốc có một cái chất giọng gọi là mềm xốp rồi bay bổng, rất là nhẹ nhàng. Đoạn đầu thì em khá là căng thẳng, nhưng mà đoạn sau thì lúc đó thì anh Nam thấy em bắt đầu định hình và ổn hơn, bắt đầu vào hòa giọng với bạn. Anh Nam thấy rõ nét em hơn và thấy thích giọng hát em hơn. Và đặc biệt là những cái đoạn phiêu á, đoạn phiêu của từng bạn để tạo những cái màu sắc thú vị cho những cái đoạn cao trào về sau, thì anh rất thích cách của em phiêu.
nó bay bổng thì đó là cái phần của Công Quốc. Còn về phần của Đỗ Hải thì lúc mà Đỗ Hải ra thì anh thấy ấn tượng hơn, bởi vì là những cái đoạn luyến lấy hay là những cái gằn của em nó cũng thể hiện một cái uy lực hơn trong giọng hát. Tuy nhiên là dường như là cái giọng của em khỏe quá và dường như em cũng chưa nắm bắt được cái giọng hát của mình, control nó, cho nên những đoạn mà đoạn feel á thì đáng ra là em feel em sẽ rất uy lực và em sẽ lấn át bạn luôn, thì em lại bị hơi bị over quá, cho nên Nam có cảm giác là nó hơi bị chói ở những cái phần feel. Nhưng mà anh thấy rằng em có cái nội lực, cái lửa rất là mạnh. Bài hát này là một bài hát hay đó. Tuy nhiên là hai chàng trai có lẽ là chưa tìm được cái chìa khóa để có thể mở được cái lâu đài cát này. Đoạn về sau thì nghe nó hút hồn hơn và nó lấy lại được những gì trước đó. Đó là cảm nhận của anh. Chúc mừng hai em. Cảm ơn anh. Hai đứa có giọng chứ không phải có, nhưng nó có vẻ hơi bản năng. Với lại mình bị đắm chìm vào cái phô diễn, mình nghĩ là mình sẽ đẩy hết tất cả mọi thứ, mình feel. Năm nào giống như anh Nam nói cái câu tụi em không control được, thì tụi em đi hát ở ngoài chỉ cần bài thứ hai chỉ có cảm giác tụi em sẽ không hát được, đứt cổ họng, làm cho người đối diện cảm thấy là giống như tụi em bị rướng. Đoạn bè phổi tất cả mọi thứ ở quãng cao thì ok, nhưng cái quãng thấp nếu mà nó bị mờ thì mình phải có cách, mình hát mình phải tìm cách, mình nhấn nhá. Cái đó là những cái mấy đứa mắc phải, chưa tìm được một cái bài để phô diễn giọng hát của mình, hơi đáng tiếc để cái điều đó. Chính là tìm bài chưa phù hợp. Và cái điểm sai nữa là cái bài này không phải không hay, nhưng nó cái quãng nó quá rộng, nên thành ra nếu như là tuyệt đỉnh đơn ca, mọi đứa hay luôn. Mình có thể còn tự phiêu. Tuyệt đỉnh song ca, hiểu không? Mình chọn. Xin mời ca sĩ Hiền Thục. Chị xin lỗi là chị không chọn nha. Tiếp theo xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh Nam sẽ không chọn. Hai sự lựa chọn không chọn hơi bất lợi rồi đây. Bây giờ chúng ta sẽ đến với quyết định của chị Cẩm Ly. Mời chị Ly. Chị cũng tiếc. Chị sẽ cho tụi em một tim an ủi, nhưng mà chị cũng không biết anh Minh như thế nào. Xin chúc mừng các bạn đã có một tim từ ca sĩ Cẩm Ly. Và bây giờ cái khó nhất lại thuộc về anh Minh Vi. Nên chú xin lỗi, chú không chọn được rồi. Rất tiếc là chúng ta sẽ phải chia tay Công Quốc và Đỗ Hải ở đây và sẽ gặp các bạn ấy một hành trình khác. Xin cảm ơn các bạn đã đến với Tuyệt Đỉnh Song Ca nhé. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi tiếp theo. Cô Ba tìm anh, nhưng mà cô Ba nghe nói anh sắp làm đám cưới.
Cô ba buồn quá, cô ba chạy thẳng ra bờ sông á. Vậy, vậy đáng chạy ra bờ sông anh tìm cô ba nha Út ơi. Anh hai, anh đừng tìm làm gì nữa. Giờ này chắc cô ba đã qua sông rồi. Tình duyên đã lỡ trao ai, nay dở dang rồi nghe chua xót. Làm sao để biết nhân gian, ai đổi thay lòng ai nỡ phụ ai. Nghe xót thương đêm dài mơ khát vọng cùng ai. Nay giấc mơ tan rồi anh đã dối lìa xa. Đẹp mặt ma là chuyện tình cô ba. Dẫu xa nhưng tình chẳng vui pha. Nhưng ai đâu ngờ được tình xót xa. Hồn chợt bàng hoàng nghe tin người ta nói anh giờ đã có gia đình. Uổng bấy lâu thương ai chờ ai, chờ duyên ban đầu mang nỗi sầu chia tay. Cô ba ở Vĩnh Long bây giờ chẳng còn đợi ai vì tình đã vui phai. Buồn thương nhớ chi khi tình đã xa, còn nhớ yêu thương người thì người nào thương cho ta. Chuyện tình yêu thế gian thương rồi cách xa, còn nhớ yêu thương người thì người nào thương cô ba. Chuyện tình yêu thế gian thương rồi cách xa, còn nhớ yêu thương người thì người nào. Xin chúc mừng hai anh em. Ngay khi mà cậu hai biết tin cô ba đã sang ngang đi lấy chồng, mắt cậu buồn xa xăm, cậu chỉ về phía trước thì tôi đoán cô ba chính là nữ ca sĩ Hiền Thục. À. Vâng. Trên tất cả. Đúng rồi. Cô ba giờ đã thay đổi đời rồi thưa quý vị. Cô ba ơi. Tư là ngồi đây hết luôn rồi đó. Vâng. Cô ba ơi. Cô ba nhìn cậu hai của tôi như thế nào? Ủa, có phải là chị nghe lộn không hay là anh nói lộn ta? Sao? Là cái anh này anh đi lấy vợ rồi cô ba bị tan vỡ trái tim mà, phải không? Đâu có. Đúng. Dạ dạ đúng rồi anh. Chết rồi. Thấy chưa? Khang đẹp trai. Ơi con sông quê em đang quê. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với lại hai chàng trai này. Cậu hai giới thiệu về mình đi. Vâng. Dạ, em tên là Trác Long, tên thật là Võ Hoàng Huy, năm nay em 26 tuổi. Dạ, em tên là Hồ Khắc Tùng, dạ em đến từ thành phố Hồ Chí Minh, dạ năm nay em 34 tuổi. Em dạ. Làm công việc gì? Dạ, hiện tại em là ca sĩ tự do. Hai bạn mà nãy giờ nghe những tràng pháo tay của khán giả mà có mặt ở khán phòng đây là cũng biết là hơn 50% là thành công rồi và duyên dáng rồi. Thôi mình cũng giữ sự bí ẩn một chút xíu, giống như anh Minh Vy mình nói ngắn thôi. Mình sẽ im lặng tiếp. Hết rồi hả? Dạ đang hết rồi. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của cô Tư. Tùng với Long khi mà hát lên cái bài hát này chị chịu liền. Chịu quá. Nhất là đối với cái giọng của Tùng. Và em có cái đoạn ngân á, rất giống một học trò cũ của chị. Những cái chuyển, những cái luyến của em và cái ngân cái đuôi của em ấy, nó rất là lạ. Nói chung nó rất là mượt, chị rất là chịu. Còn đối với Long, gương mặt em rất là sáng. Giọng em nó không có mềm mại uyển chuyển hơn Tùng, nhưng em hát được. Có điều là mới quá, chưa có nhiều cái kinh nghiệm. Cho nên là nếu mà được vào vòng trong thì Tùng sẽ hướng dẫn chỉ cho Long nhiều hơn. Tụi em coi như là giống như đôi bạn cùng tiếng, tụi em đều giữa cái hai người về cách diễn và cách hát luôn. Thì nó có sự cộng hưởng, nó sẽ hay hơn nhiều. Chúc mừng tiết mục của hai đứa. Cảm ơn chị Ly. Về phần diễn thì anh thấy một cái điều này, anh phát hiện biết có đúng hay không nha, mà cũng khá là thú vị. Có rất nhiều đoạn Khắc Tùng á thể hiện cái sự đau lòng á, nó còn nhiều hơn cả cậu hai nữa. Chắc yêu lén vì sao không anh Minh Vy? Bước sang nha, ôm bụng, sau đó rồi cúi xuống gặp người nè, đó mà mặt đau khổ vô cùng luôn đó, kiểu giống như là đau thay cái nỗi đau cho cậu hai vậy đó. Anh nghi chắc cũng có yêu thầm thương trộm nhớ cô ba quá à. Đó
Thì cái đó nó cũng là một cái dễ thương, ý là em quá nhập vai và em thổi hồn vào. Rồi tuy nhiên là em diễn cái nỗi đau đó nó bị nhiều quá, cho nên là cậu hai á chưa đủ cái nỗi đau, hoặc là đau nó ít quá, hoặc có thể là khóc vào trong đó, cho nên thể hiện cái vẻ cứng rắn ở bên ngoài. Thì cái đó cũng là cái cách suy luận của anh cho vui thôi, nhưng mà anh nghĩ là tiết mục này rất là dễ thương và thành công. Chúc mừng hai em. Dạ, em cảm ơn anh. Xin mời chia sẻ của anh Minh Vi. Mời anh Minh Vi ạ. Nãy giờ vui quá. Xin miếng nhạc hồi hộp. Ghê. Tự nhiên em cũng hồi hộp nghe. Cực liền thưa quý vị. Cho âm nhạc. Chắc Long. Dạ. Em biết em bị sao không? Em bị áp lực nhiều, em tự đặt á. Thà em buông lỏng ra, em giống như Tùng hát, ồ không có gì để mất. Em hát hôm nay còn không bằng lúc tập. Đối với Tùng, đôi khi cái trường hơi của em dư, cái cách hát của em rung, đôi khi dư quá nhiều. Bị làm em, dục em á. Gân cho dài cho đã, luyến cho khi mà rớt xuống nốt chủ âm cái nó qua các kho khác rồi. Nên cái đó rút kinh nghiệm thôi, chứ hiện tại cái bài này cho em làm tốt nha. Em cảm ơn anh. Mời cô Tư chọn hay không chọn ạ? Chào, xin chúc mừng một tim của cô Tư. Tiếp theo, xin mời anh Hoàng Nhật Nam chọn hay không chọn. Chào, chúc mừng anh Nam. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhạc sĩ Minh Vi, chọn hay không chọn. Ở nhà có quy định, nếu mà vợ chọn thì chồng không chọn. Mà nhiều khi làm quá, bà về bà chữ. Ủa, hay thì phải chọn chứ, phải có ngoại lệ chứ. Để cho Thục bí ẩn luôn đi. Ba người là chắc chắn là mấy bạn này được vào trong rồi, nhưng mà Thục có muốn cái sự bí ẩn của mình sẽ cho các bạn biết là mình có chọn hay không chọn không? Muốn chọn hay không chọn? Dạ muốn chọn. Xin chào dạ, các bạn đã có bốn tim. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Nào chúng ta gửi lời cảm ơn ban giám khảo đi. Dạ, cảm ơn bốn anh chị. Rồi, cảm ơn tụi em. Xin chúc mừng. Sân khấu tuyệt đỉnh song ca tuần này lộ diện với bốn màu sắc âm nhạc. Đi anh qua bùng lũ và bóng đêm đi bàn chân. Đập vào mắt mình á, đó là cái sự tự tin của hai bạn nè, và cái sự hòa quyện đều có hết. Đây sẽ là một cặp đôi tạo nên nhiều mong chờ cho khán giả. Anh lắng nghe bao lời ân ái, những bài tình ca. Chọn hay không chọn? Thì xin lỗi là cũng không thể chọn. Nếu mà một trong hai người loại thì em xin loại cho em trai em đi vào. Tôi quyết định cứu một bạn. Cặp đôi nào sẽ bước tiếp? Cùng chờ đón đêm thi lộ diện.
nỗi nào đắn đo. Chân mềm sao rơi bên thềm, hàng cây xa vắng xoay cơn mê đầy tìm đến bên em, vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trong đêm. Em hỡi em, lời hứa xưa đã phai. Chúc mừng các bạn với ca khúc Chuyện Tình Không Dĩ Vãng, một sáng tác của nhạc sĩ Tâm Anh với cặp đôi Tím Hồng của chúng ta trên sân khấu. Các bạn có thể giới thiệu đôi nét về mình được không? Dạ vâng ạ. Em tên là Minh Trâm, sinh sống tại Gò Vấp ạ. Em đang là học sinh viên năm cuối của trường Đại học Công nghiệp. Em tên là Hoàng Thắng, hiện tại công việc của em là đi hát. Em là ca sĩ tự do. Vâng. Yeah. Hai bạn hôm nay trình diễn rất là dễ thương. Anh Nam thấy cặp đôi này tuy mới được ông Tơ Minh Vi kết đôi nhưng mà có cảm giác là các bạn đã quen thân với nhau rồi.
Anh nghĩ là hai em đã có cái sự trao đổi với nhau rất là nghiêm túc. Hoàng Thắng có ngoại hình sáng sân khấu, Minh Trâm cũng vậy. Cho nên là cặp đôi này là có cả thanh, có cả sắc. Đó là một cái lợi thế rất là lớn. Cái phần mà trình diễn của hai em thì anh nghĩ rằng là về quan điểm của anh thì anh rất là thích. Trong cái đoạn intro đầu tiên á, các em cũng diễn xuất gọi là vuốt rờm, sửa áo đang sửa áo hay là rờ má rất là luyến lưu. Cái đoạn đó nó rất là hay, cho cái đoạn đầu nó dẫn nhập vào bài hát, khiến cho mọi người tin hai em là một cái cặp đôi thật. Hy vọng rằng là với hai nhan sắc như thế này, với hai giọng ca rất là hay, đây sẽ là một cặp đôi tạo nên nhiều cái sự mong chờ cho khán giả trong những vòng thi tới. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn phần nhận xét rất là chi tiết cũng như là quan sát rất kỹ của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Đấy, em thấy không? Rõ ràng đây là một con mắt tinh tường của một vị đạo diễn. Tôi thường tiếp xúc thấy anh ấy hay điều kiến. Tôi cứ nghĩ là anh ấy cận nặng. Nhưng rõ ràng không vậy, thưa quý vị. Anh ấy nhìn mọi thứ rất kỹ và rất là chi tiết và chu đáo. Mình có thể chuyển sang phần bình luận của giám khảo khác dạ, được không anh? Từ từ đã. Mọi thứ phải từ từ. Khi mà em chia sẻ cái cảm xúc của mình, đó là một sự ngưỡng mộ em dành riêng cho anh. Và nhân đây thì em xin tặng cho anh một bài thơ. Chết rồi. Anh Nam vui vẻ dễ gần, anh hãy cứ giữ tinh thần nha anh. Vâng, bài thơ Nguyên Khang trộm nghĩ, tại có hứa với anh ấy là cứ mỗi tập thì tặng một câu thơ. Cũng cảm ơn Nguyên Khang vì cái câu vừa rồi nó cũng không mang một tinh thần gì là gọi là cà khịa cả. Thông điệp rất là tốt, cảm ơn Nguyên Khang. Cà khịa quá thì mùa sau lại không có em nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của giám khảo Hiền Thục. Xin mời Hiền Thục. Tất cả những người ca sĩ khi mà đứng lên trên sân khấu hát á, ngoài cái kỹ thuật ra thì cái tình cảm truyền đạt vào cái bài hát là quan trọng nhất. Mình có thể hát không hay một chút, nhưng mà mình đặt hết tình cảm vào bài hát thì nó tạo nên sự kỳ diệu của bài hát, khiến cho khán giả người ta nghe người ta cảm nhiều hơn. Điều đó rất quan trọng. Và khi này Thục nghe được hai bạn hát rất là cảm xúc. Đó là một cái lời khen chân thành lắm. Một bài hát mà để mang khán giả gần lại hơn, nó khó cực kỳ. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Hiền Thục. Thật ra em mặc áo dài đúng là anh thấy rất đẹp. Tại vì anh từng say mê một nữ ca sĩ mặc áo dài trắng. Và cô ấy hát bài rất nhiều bài, trong đó có bài Yêu Dấu Theo Gió Bay. Em khen cô Thục mặc áo dài giống như em chê cô Tư mặc áo dài không đẹp á. Ủa anh? Anh không đồng ý nha. Sai, sai lắm luôn á. Thưa quý vị, tôi không hề nghĩ là đạo diễn Hoàng Nhật Nam lại có thể đưa ra một cái sự liên tưởng khiến cho chị em tình cảm của chúng tôi lại bị xích mích. Đó ổn định chưa? Đó ổn định rồi. Xin mời ca sĩ Cẩm Ly, mời chị chia sẻ. Hai em có cái chất giọng trong cái dòng nhạc trữ tình Bolero này rất là ra, nhưng mà quan trọng là mình chưa có trọn vẹn. Chị nói Thắng là tại vì Thắng hát Bolero ok, chị thấy có chất. Không biết là do em bị mắc bệnh hay là cái cách hát của em không điều tiết được cái làn hơi của mình, cho nên nó không đều. Cái trường hợp này nó rất dễ bị, chị dùng từ là thập thò, em hiểu không? Nếu mà mình điều chỉnh, mình điều tiết cái làn hơi mình đều như Trâm thì em sẽ nghe rõ và nó vẫn tình. Trong em có tình rồi thì cái giọng em nó sẽ tròn trịa hơn. Nói về giọng hát thì Trâm, giọng em rất bắt mít, nhưng chị lại nghe ở cái đoạn thí dụ như cuối câu em lại đẩy cái hơi, chính vì em đẩy nhiều quá thì đâm ra cái từ cuối mà để cho em ao xuống á, nó bị đuối hơi, cho nên em bị nó lạc một tí xíu và nó bị đứt cái hơi cuối, nó ngắn, nó không đẹp. Mình hát gì hát mình phải chừa cái đuôi của mình mướt. Hy vọng là những vòng sau sẽ tốt hơn nhiều. Chúc mừng hai đứa trong trận hát. Cảm ơn chị. Vì hai đứa đang hát về bản năng, cái ngọt của tụi em là về cái bản năng. Nên chưa có điều tiết cái hơi thì như chị Ly nói. Mà hôm nay đó hai đứa hát bài này, anh dùng cái từ khẳng định là hay. Ủa là khen đó hả? Ôi trời ơi, em muốn rớt cái tim ra ngoài luôn. Trời, không, anh nói để cho các bạn có vào thì để khắc phục. Dạ. Mọi người làm giám khảo cùng với anh Minh Vy bao năm qua áp lực lắm Thục ơi. Ảnh không cười từ đầu buổi đến cuối buổi, xong sau đó rồi ảnh khen. Nhưng mà chưa chắc ảnh vui vẻ mà ảnh đã khen. Dạ. Có nghĩa là ảnh vui vẻ nhưng mà sau đó là ảnh thẳng trước. Coi như Dương Đông kích tay đó. Nam ơi, khi mà mình tập cho thí sinh á, ví dụ các bạn này mình nghe cái tông ok em muốn gì đúng không? Rồi trong vòng một buổi tối anh về anh lên tông xuống tông đầy đủ. Anh làm cả tối luôn nghe bà xã hỏi của anh làm gì, mình làm khuya làm khuya gì? Rồi mà đi xuống phòng thâu đi hỏi làm gì. 4 giờ sáng chính anh vẫn tông. Vậy làm cho thí sinh, miễn sao các em yêu cầu anh thấy hợp lý anh sẽ làm giúp sẵn sàng cho tụi em. Anh khó để cho tụi em tiến bộ. Xin chúc mừng tiến bộ của hai bạn. Dạ em cảm ơn anh. Vâng, xin được cảm ơn cái sự yêu thương và nhiệt huyết của anh Minh Vy đã dành cho các thí sinh. Hãy cùng xem quyết định của anh ấy như thế nào. Mời nhạc sĩ Minh Vy.
Nhận xét xong thì cười thôi. Chúc mừng các bạn đã có một team. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với ca sĩ Cẩm Ly, mời chị. Chị rất là muốn thấy một cái sự tiến bộ nhiều hơn ở vòng sau. Chúc mừng các bạn hai team. Bây giờ mới một team nữa là mình dắt tay nhau bước vào vòng trong ha. Bây giờ bạn muốn chị Thục hay là anh Nam? Dạ em muốn anh Nam trước. Anh Nam, vâng, vẫn luôn luôn là một người sống chan hòa và yêu thương. Anh Nam giờ sao ta? Chúc mừng các bạn đã có 3 team, như vậy là có cơ hội bước vào vòng trong. Và bây giờ chúng ta sẽ xem nốt vị giám khảo cuối cùng. Mời ca sĩ Hiền Thục. Chúc mừng các bạn đã có 4 team, như vậy các bạn đã bước vào vòng trong. Xin được một lần nữa chúc mừng cặp đôi của chúng ta. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi tiếp theo.
chiều biên giới đắng cà phê, suy tư rồi khóc trong giấc mộng nhớ cô Sài Gòn chiều nay mưa vẫn chút buồn buồn ơi. Bên tách cà phê hai đứa gửi hết tâm tình, chung vui nỗi niềm quê miền Trung đầy yêu mến. Ước mơ bình minh mang giọt nắng hồng mưa, chung vui nỗi niềm quê miền Trung đầy yêu mến. Ước mơ bình minh mang giọt nắng. Quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Nhớ, một sáng tác rất hay của nhạc sĩ Minh Vy, với phần thể hiện của hai chàng trai trên sân khấu. Và có lẽ là quý vị cũng nhận ra được cái điều đặc biệt của hai chàng trai này rồi đúng không ạ? Vâng, đầu tiên các bạn giới thiệu tên của mình thôi nha. Em tên là Tuấn Tú ạ. Vâng, cảm ơn em. Em tên là Tuấn Tài ạ. Cho anh hỏi là lý do vì sao hai anh em sinh đôi lại quyết định đến với chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca? Niềm đam mê của hai bạn em là quá cháy bỏng, cho nên là bạn em phải lên sân khấu ngày hôm nay. Vâng, thế hai anh em thường hát ở đâu? Có đi hát không? Dạ, bạn em chưa ạ. Các bạn đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm công việc thủy lợi ạ. Thế còn Tài thì sao? Em bên bên ngành y ạ, chữa bệnh vô bệnh nhân ạ. Mình là bác sĩ. À, bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét của ban giám khảo, xin mời ca sĩ Cẩm Ly. Cái tóc bộ luống của anh Tú nhớ anh Đức Trường quá. Hồi nhạc Nam đang suy nghĩ là nếu nhạc sĩ Minh Vy mà để tóc bộ luống á, như anh đang trường á, thì trông sẽ như thế nào nhỉ? Có khi nào anh để thử chưa? Hồi trẻ đó để tóc vậy nè, đây nó kéo qua dài, nó che bất nửa mắt. Và mỗi lần mà anh nói là anh phải thổi lên để cho tóc có bay lên. Thời đó thời trẻ trâu á, sổ lỗ tai rồi này nọ mà ba má la hoài à. Vâng. Nó nói, con để tóc gì thấy ghê quá mà cái cũng đâu chịu cắt. Trẻ trâu mà. Cái một bữa đi chạy xe ngoài đường á, thì bắt đầu bên này nó đâu có thấy, chạy bên này đâu mà chạy bên này thì bên này tin mà đâu có thấy đâu. Cái gì ai bấm tin hoài là cứ quẹo qua quẹo bên này không thấy nè, quất cái rầm cái về thôi quyết định cạo tóc luôn. Lần đầu tiên á là mẹ anh bệnh thì anh cũng nói là thôi nếu mà má hết bệnh thì con cạo đầu, giống như xả xui cho má chẳng hạn vậy. Tới lần thứ hai là Covid, trong nhà nhiễm hết, cái anh nói thôi cái này cũng xui nhiều quá, cạo cái nữa. Mà em biết rồi, cái tuổi anh giờ 50 rồi, mỗi lần mà tóc ra là cũng một quá trình nó khủng khiếp lắm thì mới được tương đối đẹp. Gần đây nhất cũng có sự cố mà này không phải má mà xả bệnh. Không có nói ra, không nói ngoài thì thôi, cũng giống vậy đó. Mà lẹ lắm, anh nói chừng nào mà bà xã tôi về tới nhà khỏe, rớt tóc luôn. Chứ bình thường á, dễ gì chị Ly ngồi yên đây, con chạy anh kia nhảy xuống đây, nhảy lung tung hết trơn. Mà hôm nay là chị phải ngồi một chỗ, xong rồi. Vâng. Rất là thương Tư á, là Tư trong hậu đài á là rất là không khỏe và không biết là sẽ có quay trọn vẹn cái số hay không. Mà Tư có nói là nếu lúc nào mà mệt bất thình lình á thì thôi xin phép là Tư sẽ gọi là ù té về nhà ngay lập tức. Cảm ơn Tư rất nhiều, cảm ơn anh Minh Vy, cảm ơn Hiền Tục. Những cái giai điệu âm nhạc, những cái lời ca sẽ giúp cho Tư mau khỏe mạnh này, và chúng ta sẽ luôn luôn có những cái giây phút bên nhau như thế này để chọn ra những cái giọng hát rất hay cho đời. Xin cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Chị Ly ơi, chị nghĩ như thế nào về ông mập nhà mình? Ai biết ông hứa gì đâu. Chị cũng không nghĩ anh nói ở đây. Tại vì mẹ anh có hỏi, anh bảo rằng ảnh đi casting phim, anh đóng vai giang hồ 200 triệu đồng lận.
ảnh sẽ xăm này nữa kia nữa. Tại vì đối với chị thì chị không có thích chia sẻ nhiều. Nhưng mà cái ngày ảnh cạo đầu chị biết không? Ngày đó là ngày đầu tiên chị về nhà. Và lúc chị nằm ở nghỉ nhà thì chiều ảnh xuất hiện với cái đầu này. Tức là vừa mới về tới nhà là ảnh đi rồi. Xong rồi sau đó anh trở về là trong ngày đó luôn. Nên là... Sai, thiếu một chi tiết. Không, chỉ về xong rồi đó, xong xuôi hết trơn rồi, nằm trên giường anh mới hỏi là bây giờ em khỏe chưa? Cái chị nói ok, khỏe rồi xong, anh đi. Yeah. Rồi, đó là một quyết định rất tuyệt vời trong cuộc đời mà anh đã làm cho chị. Xin được cảm ơn hai anh chị. Hôm nay anh đội nón cực kỳ là phong cách luôn. Em có một cái bộ sưu tập nón thì trong những số quay tiếp theo thì em thiết nghĩ em sẽ gửi tặng anh để anh thay đổi nón thường xuyên cho mình có cái phong cách. Chúng ta quay trở về với câu chuyện của hai chàng trai sinh đôi ha. Bây giờ chúng tôi xin mời ca sĩ Hiền Thục, mời Thục chia sẻ về cái tiết mục này. Không làm khác được hai bạn ạ. Tú tài với cái đam mê mà kiểu cháy bỏng mà không nói nên lời của hai bạn thì tôi nghĩ là chắc tôi phải chọn hai bạn vào vòng trong thôi. Cảm ơn chị. Cảm ơn Thục. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Nếu như nha, mà chọn một trong hai bạn đi tiếp rồi một bạn ở lại đó thì các em có chịu không? Em xin phép là nếu mà một trong hai người loại thì em xin loại cho em trai em đi vào. Tại sao? Anh thấy Tú hát tốt mà. Phòng mánh của chương trình đâu có cho nhường được. Tài thì sao Tài? Em thì thấy năng lực em cũng đang còn hạn chế, em nhường cho anh trai. Rồi hai anh em nhường qua nhường lại. Rồi ban giám khảo người ta không có chịu cái người ta loại luôn cả hai. Chờ đợi quyết định của anh Nam đi ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chị Cẩm Ly. Mời chị Cẩm Ly. Ở đây không thấy diễn, không thấy gì nha. Đứng như là hai cái cột vậy đó. Nhưng mỗi lần mà hát á, mình thấy được cái sự đắm chìm, cái sự mà si mê. Nãy nói rất là mê hát, có cái sự đồng điệu với nhau, hát hòa quyện, tất cả đều nó ăn sam vô nhau hết trơn á. Nếu được á, dừng lại hoặc là đi tiếp là nên chọn đôi đi, chứ đừng tách ta ra tội nghiệp lắm. Tại vì mình đã từng bị tách rồi, cho nên mình không có sinh đôi, mình cũng gần như sinh đôi nhưng mà mình cảm thấy cái đó buồn lắm, cho nên là nếu được thì đi tiếp hoặc dừng lại cùng hai người luôn thì hay hơn. Cho nên là cô Minh Tuyết chắc là xem tập phát sóng này cũng sẽ được nhắc nhớ phải không? Dạ. Yeah. Vâng. Cảm ơn chị Cẩm Ly. Như vậy có nghĩa là một là đi vô cả hai, hai là đi về nên cả hai. Nên là như vậy, vâng. Ừ. Phần đầu của bài hát này hai em hơn ai hết. Anh biết hai em bị sai chỗ nào mà còn đang run nữa kìa. Lúc bắt đầu hát đã run rồi. Nhưng tới khi phần sau văn tấu thì mấy em lấy lại hết được tinh thần. Ở đây không phải tụi em hát đúng tinh thần Bolero. Nó không phải ngọt kiểu mía lùi, nó không phải kiểu ngọt kia. Nhưng tụi em ngọt từ trong tâm ngọt ra. Anh vẫn quyết định. Các bạn, ba team. Như vậy thì hai anh em đã có thể dắt tay nhau bước tiếp vào vòng tiếp theo. Thấy thở vào nhẹ nhõm quá hả Tú? Suýt nữa là không thở được nữa đúng không ạ? Ok, chúc mừng hai anh em sinh đôi nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi tiếp theo. Thank you.
vẫn dõi chờ. Duyên mình dịu em thơ rất thơ, và anh nâng niu em như đó hoa. Còn em xem anh như trong ngọc ngà, tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn. Sao trần gian bao la đến đâu nữa. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca khúc Ngày Chưa Giông Bão. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với lại cô em áo trắng trước nha, mời bà. Em tên là Hoàng Yến, quê em ở Thanh Hóa và hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là một ca sĩ tự do ạ. À, ca sĩ tự do, em hát dòng nhạc nào? Em dòng nhạc sở trường của em là dân ca và thính phòng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với người thứ hai. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngọc Duyên. Em đến từ Hà Nội và hiện tại em đang làm giảng viên. À, thế thì em chắc là cũng hát về dòng nhạc thính phòng đúng không? À, em hát thính phòng âm hưởng dân gian. Chúng ta đã làm quen với lại hai bạn. Xin mời phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời anh Nam. Anh mong chờ bài hát này sẽ được hai cô gái xinh đẹp thể hiện một cái giông bão trong tình cảm, trong nội tâm của mình. Tuy nhiên là Hoàng Yến là người hát trước. Cái phần hát của Hoàng Yến là thiệt sự anh Nam rất xin lỗi là em đã gặp một cái tai nạn đúng không? Để mà nó bị sai nhạc, giông bão chưa tới thì em đã bị lung lay. Cái này là về bản lĩnh sân khấu chưa được vững. Cho nên là nó đã tạo nên một cái bước khởi đầu chưa được suôn sẻ. Và kéo theo đó là Ngọc Duyên. Lúc mà tiếp theo đó là phát ra cái âm thanh đầu tiên thì cái âm thanh đó nó rất là làm người ta hết hồn á. Thì anh nghĩ là cái này là phần về cái phần kiểm soát về giọng hát. À, cũng một phần về mặt tâm lý khi mà cái người bạn chèo cùng với mình cũng đã bất ổn trước đó. Nhưng mà về sau anh cũng mong đợi là các em sẽ tiếp tục gọi là tung chiêu và sẽ khỏa lấp được những cái lỗi trước đó. Nhưng mà điều hai chị em cũng cứ bị luống cuống trong cơn bão, chưa thể giải thoát ra được. Mặc dù là bài này rất nhiều đất diễn, rất nhiều cái khoảng không gian để các em có thể phô cái chất giọng đẹp thì anh thấy rất là tiếc đó. Thục Chí có một thắc mắc là nếu như là hai bạn luôn nha, Duyên và Yến đó, có cùng một sở trường thì tại sao mình không tìm một cái tiếng nói chung mà mình lại hát một cái bài nó khác hẳn như vậy? Thực ra thì là nghệ sĩ thì chúng em đều rất muốn là mình thử sức ở những cái việc khác. Không thể nào lúc nào mình cũng sẽ hát mãi một cái thể loại sở trường của mình mãi như thế. Nó thành một cái nhàm chán, đến chính bản thân mình cũng sẽ có đôi lúc mình cần một cái cảm xúc nào mới, biến mình thành một phiên bản khác tốt hơn của mình chẳng hạn. Cái sở trường của em nó không hề nhàm chán đâu Duyên. Đừng chán chính những cái sở trường của mình, những cái đó nó mới làm nên em. Nếu em nhàm chán với cái mà em đã chọn, chắc là em không đi đến giờ này. Vì cuộc sống của em gặp rất nhiều trắc trở, em đã đi được vào đến đây. Thế là em rất yêu nghề rồi. À, cái đó Thục hiểu. Hơn ai hết, mình cũng là một nghệ sĩ như các bạn. Thì Thục hiểu rất rõ về cảm xúc, về những cái điều mà mình hằng ngày đều làm có thể gây một chút nhàm chán cho mình. Mà mình muốn thử sức ở các thể loại, mọi việc làm mà miễn là mình vui. Mình thấy vui vì cái việc mình làm, như vậy là mình đã thành công rồi. Còn cái việc chênh vênh khi không có vững tay chèo trong cơn bão thì cái đó thì Thục nghĩ là trong cuộc đời ai cũng có một đôi lần như vậy. Bản thân Ly là một người là coi như là trải rất là nhiều thể loại nhạc. Ai cũng muốn cho mình có nhiều màu sắc ở trong cái con đường sự nghiệp của mình. Nhưng mà nếu mà có những cuộc thi sau này mà Duyên tham gia thì Ly có một lời khuyên, đó là khi mà cái vòng đầu tiên á mình trình làng, mình chỉ có mấy phút trên sân khấu thôi. Đó là cái ấn tượng đầu tiên để mình có được đi tiếp hay không, nó rất là quan trọng. Nên chọn sở trường của mình.
lúc đó mình lấy cái sở trường mình mới cho người ta thấy được cái thực lực của mình. Theo như bài hát này anh Nam nói là nó có rất là nhiều đất diễn và nhiều cái đất để mình phô diễn giọng, nhưng mình chưa làm ra tinh thần của bài hát. Áp lực của những cái nốt đầu nó làm cho mình bị trải đều cái bài nhạc, cho nên là tiếc thật sự là khi là mình đến đây mình không thể đưa ra hết những cái thực lực của mình. Bài này nếu anh Hùng với Nam có để ý là anh cho lên tông tới 2 lần để thử sức các bạn. Vì người không đủ bản lĩnh anh không bao giờ dám cho lên tông 2 lần. Và thực ra cái chỗ lên tông á là cái chỗ mà Duyên làm tốt nhất. Lên rất chuẩn nha, không mất không sai. Anh rất tiếc phần đầu Yến vào. Anh nghĩ là hai em chọn bài này tại vì có khoảng 4 cặp đôi thí sinh khác cũng hát dòng nhạc dân gian Bắc Bộ, cũng thính phòng luôn. Thì anh nghĩ là hai bạn này chọn một màu khác. Biết đâu nếu qua được cái này thì vào vòng trong hai bạn trở lại cái dòng chính thức của các bạn sẽ bùng nổ. Nhưng mà rất tiếc. Vâng, em cảm ơn chia sẻ của anh Ninh Vi. Bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ cùng đến với quyết định của ban giám khảo. Cặp đôi của chúng ta có được đi tiếp hay sẽ dừng lại? Bây giờ chúng tôi xin mời quyết định của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Mời anh. Chọn hay không chọn? Anh rất tiếc là anh không... quyết định cứu một mình Duyên. Đó là một quyết định của mình tôi. Rồi anh thua, hai bạn kia có đồng ý nữa hay không? Vì khi cứu thì chỉ có phải được sự đồng ý của hai bạn nữa thì mới được. Như vậy là anh đã một chọn, nhưng cái chọn này dành cho Ngọc Duyên. Và xin thực sự ra là bây giờ chị biết không được, nhưng mà chị cũng ủng hộ Duyên một team nè. Ủng hộ một team cho bạn, nhưng điều đó cũng không thay đổi được. Chị rất là tiếc. Thôi cảm ơn các bạn rất nhiều đã đến với chương trình. Thôi mà không sao nè, hai chị em nếu mà có quyết tâm nữa, năm sau đến với Tiệc Đỉnh Song Ca. Chắc chắn là năm sau chúng em sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tiệc Đỉnh Song Ca và chắc chắn là sẽ vào sâu hơn ạ. Cảm ơn sự chia sẻ của ban giám khảo. Ok, cảm ơn các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại ạ. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với phần thi của cặp đôi tiếp theo.
đêm về quanh khu nhà tôi mới cất xong chiều qua. Tôi đứng trên tầng gác thật cao, nhìn ra chân trời xa xa. Từ bao mái nhà đèn hoa sáng ngời, bầu trời thêm vào muôn vì sao sáng. Tôi ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu, nghe máu trong tim hòa niềm vui lâng lâng lời ca. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà cấm người, nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đôi. Lòng anh những thấy càng thương nhớ em, dù xa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say, xây cho nhà cấm. Những bài tình ca đêm tối. Em ơi, tuy giờ đây hai miền còn cách xa, niềm chia cắt thắt đau lòng chúng ta, nhưng không thể xóa được hình bóng em. Dù xa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say, say cho nhà ca. Vì chúng ta vừa đến với ca khúc Những Ánh Sao Đêm, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu với phần thể hiện của đôi song ca nam. Mời các bạn giới thiệu đôi nét về mình. Em xin được tự giới thiệu thì em là Lê Mạnh Cường. Hiện tại em đang làm ca sĩ tự do và em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em tên là Nguyễn Hùng Hùng, sinh năm 2003, đang sinh sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại em đang học tại Đại học Sài Gòn. Vậy là năm nay em... 19. 19 tuổi. Trời ơi. Trời ơi. Wow. Nè nè, lẽ ba là nhỏ hơn con của chị Thục nữa đó. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo dành cho các chàng trai này nha. Xin mời ca sĩ Hiền Thục. Lúc mà hai bạn hát á, nó không phải là một tiết mục thi mà là đang xem. Và đây là một cái bài hát rất là quen thuộc. Rất là nhiều tài năng mới nổi lên trong những cái dàn nhạc trẻ bây giờ. Tuy nhiên chúng ta cần những cái gì đó gọi là truyền thống, mình gìn giữ và mình tiếp tục cái ước mơ, cái hoài bão của mình. Thục thích tiết mục này vô cùng, vô cùng luôn. Cảm ơn chị ạ. Như vậy là sơ sơ là có một chọn rồi đó. Chị thích thì chắc là chị sẽ chọn. Sao anh đi? Em là logic lắm á. Thì chứ còn gì nữa, em chỉ bí ẩn thôi, chứ còn độ logic của em là rất cao nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng